Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mẹ cho hai con ăn lựu ở nhà. Đây là những con lựu này. Anh Lucy dạy này. Con lựu đang đợi để ăn này. Con đợi hả? Đợi mẹ cho ăn hả? Hả? Đợi mẹ cho ăn hả? Cầm chén cho mẹ cho ăn hả? Cầm nha, cầm chén cho mẹ lấy nha. Đến đủ cho con ăn ha. Anh Lucy. Chị ơi. 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 Xin anh Lu à, anh Lu ăn hàm quá. Anh Lu đang hai tay liên tục hàm quá. Chị đang ngồi chơi à ăn. Con ngồi cho em ngồi vậy. Xích lui. Con mới xích lui cho em ngồi vậy, ngồi chẳng hạn á. Cho em ngồi vậy. À. Ngon bé. Ngon bé. Này này, luôn, xin. Xin này. Xin. Chị ham chơi ham phá thôi, không ăn như hiện phá thôi. Chắc nó bé, bóc cái tay mẹ
miệng chuông bay. À, ngồi đó nha. Ngồi đó nha. À, cho con miệng, chuông bay. Ngồi đó nha. Anh em ngồi đó nha, mẹ đi lấy sữa uống nha. Nào. Đi đòi kéo. Nào đi treo thôi. Nào, nào. Yêu mẹ à? Nào, đục tao rồi. Nào. Ừ, ôi, cái miệng, không. Cái miệng xuống lại, từ. Ngoài này, nóng hô quá má, đứa nào nóng hô quá, nó đòi ăn thôi, nó đòi ăn thôi nè, vô hết nè, thấy không? Của con nè, đây là của em nè, cái đứa nó uống uống cái sao rồi, nó ngồi nó uống sữa nè, cho mẹ chọn chịp nè, có cá sụp bay, hai con mẹ chọn bay, vô uống sữa nè, Hết rồi. À giờ thì hai con uống nó này cả nhà này. Mèo mình xin nhưng bây giờ đây này, Lucy uống này. Được, hai cái bìu này. Lucy uống hết rồi này. Hai mẹ mình xin nhưng bây giờ đây này nha. Bye bye này con, bye bye. Bye. Lu bye bye. Lu hai tay bye bye. Con con này gạt hai người em không? Xin nhân bây giờ tại đây cả nhà.